Chào mừng mọi người đến với La Là Luna của Anna và Lily. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để biết thêm nhiều cách vẽ những bông hoa và những con vật đáng yêu nhé. Hôm nay mọi người hãy cùng với Anna vẽ chủ đề về Noel nhé. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ một người tuyết với cái đầu như thế này. Phần trống này thì mình sẽ vẽ cái khăn với những cái đường cong gợn nhé. Đây sẽ là hai cái mắt và cái mũi cà rốt, cái miệng mỉm cười. Bây giờ thì mình sẽ vẽ một nhánh cây non mới mọc ở đây. Và bây giờ thì đến cái mũ nè. Giờ mình vẽ thân nhé. Và hai cái tay đưa lên. Hình trái tim ở trên ngực. Và những cái cúc màu đen. Bây giờ thì mình sẽ vẽ một bên của cái khăn đi xuống. Giờ mình sẽ vẽ mắt nhé. Mình tô mắt cho đậm. Rồi. Và giờ thì mình sẽ vẽ một cây thông Noel ở bên cạnh người tuyết nhé. Thì cây thông này mình sẽ vẽ 4 tầng. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng. Đó. Rồi mình sẽ vẽ cái thân. À, mình vẽ hơi lệch để mình sửa lại nhé. Đó. Mình sẽ vẽ cái phần tuyết. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tô cái cành. Cây này là cánh tay của người tuyết thì thường là được làm bằng một cái cành củi khô nào đó. Đó. Cái cành bên này hơi nhỏ, mình tô một chút cho nó to hơn. Và những cái nút màu đen nổi bật trên nền trắng của người tuyết. Đây sẽ là thân của cây thông Noel. Mình sẽ vẽ ngôi sao nhé. Và ánh sáng tỏa ra từ ngôi sao. Bây giờ thì mình sẽ vẽ một số cái trang trí trên cây thông Noel. Thì mình sẽ vẽ những cái dải bao quanh cây thông Noel kiểu như thế này, để lát nữa mình sẽ tô màu vàng. Thì thường thì những cái dải này mình có thể vẽ đơn giản như thế này, hoặc là các bạn nào vẽ tỉ mỉ hơn thì có thể vẽ bằng những cái đường mà có những cái lông xòe xòe ra đấy, giống như kiểu là những cái dây kim tuyến á. Và bây giờ thì mình sẽ vẽ những cái đường tròn nhỏ. Đây tượng trưng cho những cái đèn sáng ở trên cái thông Noel đó. Đó. Vậy là mình đã vẽ xong rồi. Giờ mình tô màu thế nào? Mình tô cho màu một cái nón trước nhé. Thì nói về chủ đề Giáng sinh thì thường sẽ có hai màu, ba màu rất là nổi bật, đó là màu đỏ, màu trắng và màu xanh, xanh lá, nhưng mà xanh lá rất là nổi. Thì ở Hoa Kỳ, Giáng sinh là ngày lễ lớn nhất ở đây, tương tự với ngày Tết Nguyên Đán ở Việt Nam mình á.
Và cái điều hơi khác một chút đó là lễ Giáng sinh theo mình thấy là ở Việt Nam thì nó mang đậm tính chất tôn giáo, còn lễ Giáng sinh ở Mỹ á, thì họ nhấn mạnh nhiều đến cái ý nghĩa sum họp gia đình hơn. Sau cái mùa lễ tạ ơn và thứ năm cuối cùng của tháng 11 á, thì những người dân ở bên Mỹ thường bắt đầu buôn bán những cái mặt hàng để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, rồi trang trí nhà cửa giống như bên Việt Nam mình trang trí vào những ngày Tết vậy đó. Thì bên này nó cũng như vậy, rồi đến ngày dịp lễ Giáng sinh thì con cái khắp mọi nơi cũng trở về với gia đình, rồi cũng đi tới gửi quà biếu rồi cũng chúc mừng giống như bên Việt Nam mình vậy đó. Giờ thì mình sẽ lấy màu cà rốt mình tô cái mũi. Màu cà rốt ở trên trong cái hình này nhìn nó giống màu đỏ nhưng thực ra nó là màu cà rốt á. Tại là mình có cái ánh đèn á, mình vẽ ban đêm á, nên là cái ánh đèn làm cho cái màu nó hơi bị khác một chút. Đây là màu vàng. Thì mình sẽ lấy màu vàng tô luôn cả cái dây xung quanh cái cây thông Noel nhé. Thì nói về dịp lễ Giáng sinh thì có một vài cái biểu tượng mà nói đến Giáng sinh ai cũng nghĩ đến ngay, đó là người tuyết này, rồi cái thông Noel này, ngoài ra còn có hang đá và máng cỏ, rồi có vòng lá màu vọng nữa. Thì cái vòng lá màu vọng là cái vòng tròn kết bằng cành lá xanh á, và thường được đặt trên bàn hay là treo trên cao để mọi người trông thấy. Ở bên này thì họ thường có cái cành lá như vậy treo ở trước cửa nhà, treo trên cánh cửa nhà thì mọi người có thể nhìn thấy rất là đẹp. Họ bây giờ họ trang trí nhiều cửa khác nhau, họ cách điệu nhìn rất là bắt mắt. Rồi có một cái truyền thống ở bên Mỹ nữa là thường cái dịp này là họ sẽ gửi những cái thiệp Giáng sinh á, cho những người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Đó, thì trên thiệp Giáng sinh đấy sẽ có những lời chúc. Và một cái biểu tượng nữa của cái đợt Giáng sinh này á, đó là ông già Noel. Thì theo truyền thuyết á, ông già Noel thường cưỡi xe tuần lộc mình xin lỗi mình của cái ngựa cưỡi xe tuần lộc ở trên trời á, rồi đến nhà có những cây thông Noel, rồi leo qua ống khói để đem những món quà cho các em nhỏ đang ngủ, và thường để quà trong những khi vớ cái tất á, tất chân. Thì vậy nên là vào cái dịp Tết mình lại nhầm, vào cái dịp Noel này thì thường là trong gia đình hầu như nhà nào cũng có để những cái vớ chân rất là to trang trí trong nhà, để chờ nếu như ông già Noel có tới thì sẽ bỏ những cái quà vào trong những cái vớ chân đó. Đó cũng là một cái rất là đặc trưng và mình thấy cũng rất là đẹp nữa. Nhiều người họ để cả dãy luôn á, họ trang trí cả một dãy khoảng chừng 5 6 cái vớ màu đỏ hoặc màu xanh hoặc là họa tiết hoa bông hoa tuyết này kia để dọc dài trên cái gì nhỉ, trên cái lò sưởi, bên trên cái lò sưởi nhìn rất là đẹp. Thì nói về Giáng sinh có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là không phải là nổi tiếng nhưng câu nói cũng rất là thích, đó là "The magic of Christmas never ends and its greatest of gifts are family and friends." Thì the magic là điều kỳ diệu of Christmas của Giáng sinh never không bao giờ ends kết thúc, and its greatest và điều tuyệt vời nhất of gifts của những món quà are family and friends là gia đình và những người bạn. Thì cũng như mình nói ở trước đó là ngày lễ Giáng sinh ở Mỹ thì là cái ngày của sum họp á, nên trong câu nói này là điều kỳ diệu nhất của Giáng sinh không bao giờ kết thúc á, và cái điều tuyệt vời nhất á, đó là của tất cả những món quà nhé, trong tất cả các món quà đều tuyệt vời nhất đó chính là gia đình và những người bạn. Thì qua sau tất cả những người mà còn lại bên mình là chính là gia đình, và đó là khi những ai mà có gia đình thì đã là có một món quà tuyệt vời nhất rồi, bởi vì mình trong những cái dịp này thì mình biết rằng là có những bạn trẻ sinh ra đã không có một mái ấm gia đình á.
Đó, thế nên là dù mình có những khó khăn như thế nào nhưng mà nghĩ đi thì nghĩ lại mình vẫn có một nơi để đi về, một nơi để giang tay chào đón mình. Vậy là mình đã tốt hơn, đã may mắn hơn nhiều người rồi. Thế là vậy là mình đã hoàn thành xong bài vẽ ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé, và đừng quên đăng ký kênh La La Luna, và hãy cho mình xem một like và share nếu các bạn thích bài vẽ ngày hôm nay của Anna. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!